Do khan hiếm mặt hàng nên nhiều người đã chọn hình thức mua hàng qua mạng. Tuy nhiên, về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ thì nhiều người lại không hay biết nhưng vẫn chọn mua. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Đây là sản phẩm dung dịch rửa tay sát khuẩn mà chị Loan đã chọn để sử dụng trong việc phòng ngừa cho cá nhân với giá là 50.000 đồng một lọ. Tuy nhiên, khi kiểm tra thông tin sản phẩm có mã vạch thì mới biết thông tin về sản phẩm này chưa được cập nhật. Được xịt khuẩn thì ra chỗ tiểu thuộc thì không có, thế nên cũng phải chấp nhận đặt qua mạng. Mà đặt qua mạng thì một lò như này thì 50.000, nhưng mà về kiểm tra mã vạch thì cũng có, thì cũng có vì tái kiểm chứng chất lượng cả, cho nên cũng phải dùng á, đúng vậy bạn ạ. Qua khảo sát kiểm tra một số nhà thuốc ở thành phố Vinh của đoàn Sở Y tế Nghệ An được biết, hiện nay các sản phẩm chính hãng về nước rửa tay khô cồn 70 độ có giá niêm yết từ 40.000 đến 70.000 đồng một lọ. Và theo các nhà thuốc thì số lượng mặt hàng này cũng rất ít, chứ không phải nhiều như trên các trang mạng quảng cáo. Đặc biệt là về y tế, hiện nhiều nhà thuốc đang cháy hàng. Nói chung là hàng này là mới, với là cùng em cũng mới nhập vào được tầm khoảng 5-6 lò đi thôi. Vì số lượng nó không nhiều, nó không có. Vì em gọi tất cả các cái đại lý là hiện tại là họ tập trung ở những cái chính á, là họ đẩy đi đó hết. Thế nhưng mình dùng vùng dịch từng ít cho nên là cái số lượng bán ra là không có để nhập. Em cũng muốn nhập về để cho bán cho dân, nhưng mà cũng thực sự lớn có nhiều. Có những cái hàng trôi nổi thì trên mạng thì họ quảng cáo nhiều ấy, nhưng mà những cái hàng đó thì nhà em cũng không biết được là cô thật sự là tốt hay không, hay là như thế nào, thì nói chung là nhà em cũng không biết ạ. Còn nhà em ở các cái tiệm thuốc bây giờ là phải cam kết nhập hàng chính hãng. Việc tìm mua các loại dung dịch nước rửa tay khô qua mạng không chỉ có mình chị Loan mà rất nhiều người cũng chọn cách này. Tuy nhiên, việc nhận biết sản phẩm này có xuất xứ từ đâu, chất lượng thế nào và giá bán có đúng không thì không phải ai cũng biết. Vào các cái cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, thì các cái nhà thuốc, các công ty cung ứng các cái loại trang, các nước sát khuẩn tay nhanh hoặc là các cái dung dịch nước súc miệng phải là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn đầy đủ, và đặc biệt là phải công khai giá để cho người dân biết cái lựa chọn. Người dân nên lựa chọn những cái cơ sở đầy đủ pháp lý và bán những cái mặt hàng chất lượng để mà mua, không nên mua những cái mặt hàng trôi nổi, thì có thể mua phải những mặt hàng kém chất lượng thì cái hậu quả để lại rất là khó lường. Mọi người cũng cần phải tỉnh táo để lựa chọn sản phẩm chính hãng đã được kiểm định của cơ quan chức năng, tránh để tiền mất tật mang. Không tiệt khẩu ạ.